Bộ phim Sứ mệnh lịch sử. Tập 2. Vợ ơi. Không sao, đừng sợ. Con gái bọn em lần đầu tiên đều sợ hãi như vậy mà. Anh cút đi, đừng sợ mà. Đây không phải lần đầu của anh đâu. Đừng mà. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Đừng mà. Buông tôi ra. Tiểu Mạn, anh nghe đi, hình như là tiếng của Bạch Linh. Đừng mà, đừng mà. Ai đó? Tiền Nhất Phi. Tôi sai rồi, Tiền Nhất Phi, mày là thằng súc sinh. Tao đánh chết mày, đánh chết mày. Tiểu Mạn, đánh chết mày. Bạch Linh, tôi sai rồi. Tiểu Mạn, mày sai ở đâu? Tiểu Mạn, không sao rồi, không sao rồi. Nhẹ thôi, đừng đánh vào mặt mày. Súc sinh, tao đánh chết mày. Đánh chết mày. Thiên Minh, đừng đánh nữa, trói hắn lại đi. Chúng ta mau chóng dẫn Bạch Linh đi. Không được la lên, không la. Đi. Thiên Minh, nhanh nào. Hai người đi trước đi, tôi sẽ ra sau. Tao đây sẽ cho mày nếm thử mùi gì bị trói thành bánh chưng thế nào. Dừng dừng dừng, nhẹ chút thôi, đau 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 mà. Đau mà. Anh Thiên Minh à. Các anh đi đi. Mở miệng ra. Mở ra. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cũng đừng dài dòng nữa. Nếu như đã bàn bạc không thành công, vậy tôi cũng không tiếp đãi nữa. Ông thứ lỗi cho tôi được nói mấy lời tận lòng. Ông cần đất, tôi cần tiền. Vụ mua bán này cũng coi như là đồng đều. Tôi đảm bảo sẽ đưa tận tay ông khế đất của nhà họ Bạch. Được, vậy cậu đưa khế đất cho tôi, rồi tôi đưa tiền cho cậu. Việc không nên chậm trễ. Bây giờ tôi đi lấy ngay. Có chuyện gì vậy? Cha, hai tên khốn Đường Thiên Minh và Điền Tiểu Mãn cướp mất vợ con rồi, còn đánh con một trận. Nếu con không giết chết hắn, con không phải họ Tiền. Đi mau, nhanh lên. Bạch Linh, Bạch Linh, qua đó nghỉ ngơi một chút. Bạch Linh, Tiểu Mạn, đừng khóc nữa. Tiểu Mạn, đừng khóc nữa. Sao vậy? Tiểu Mạn, hôm nay chúng ta làm như vậy, nhà họ Tiền sẽ không bỏ qua đâu. Không thể ở lại trứng như Điền nữa. Tôi định dẫn Bạch Linh rời khỏi chỗ này. Cao bay xa chạy. Hay là như vậy đi, hai người từ một nơi trốn trước. Không được. Cha, bây giờ con phải mau chóng dẫn người truy đuổi Bạch Linh. Điền Tiểu Mãn này phá hoại chuyện tốt của con. Con không tha cho hắn đâu. Chuyện tốt cái đầu con. Suýt chút nữa con phá hoại chuyện lớn rồi. Chúng ta mau chóng đi thôi. Tôi sợ Điền Tiểu Mãn và Thiên Minh phá hoại chuyện của chúng ta. Được, đi thôi. Không phải, hai người đi đâu vậy? Vậy chuyện của con thì sao? Còn người đâu? Đại pháo nhị pháo, mau lấy quần cho ta. Chậm thôi. Thiên Minh, nghỉ chút đi. Không sao chứ, không sao. Thiên Minh, tiện đến đây thôi. Vậy được. Vậy tôi chỉ tiện tới đây thôi. Hai người lên đường bảo trọng. Đi thôi. Bạch Linh, anh cũng thích em, cũng muốn cưới em. Anh có thể ôm em được không?
tôi sẽ nhớ hai người lắm. Lão gia, lão gia, Đường lão gia và Tiền lão gia đến rồi. Xu gia, sao ngài lại đến đây? Lại Phúc, mau dân trà. Nói thẳng đây, tôi đến đây là để đòi lại tiền. Xu gia, Bạch Linh không phải đã gả vào nhà ngài rồi sao? Cái gì mà Xu gia, Xu gia, chuyện hôn sự này không tính. Bây giờ tôi đang cần gấp 30.000, lập tức trả cho tôi. Sao, sao ngài lại có thế lực lộng như vậy chứ? Ngài đã hủy hôn ước thì con bé sau này làm sao có người lấy được? Đừng có phí lời, không có tiền cũng được. Được hay đất rồi đây. Tiền đại thông, ông đừng ức hiếp người quá đáng. Bớt lẩm nhảm đi, nếu không tôi dẫn ông tới gặp quan. Ông đừng gấp gáp nóng vội, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng. Ông xem, lão gia nhà họ Bạch, hôm nay tôi dẫn đến chính là muốn trả tiền giùm ông. Tiền tôi đã mang đến rồi. Ý ông là giúp tôi trả tiền? Đương nhiên, tôi cũng có điều kiện. Vậy điều kiện của ông là gì? Ông được khế đất cho tôi. Đường Quán Hùng, quả nhiên là cáo già xảo quyệt mà. Cho dù tôi chết, tôi cũng không được khế đất cho ông. Cậu xem cái thứ không biết điều này đi. Được được được, nếu vụ buôn bán này không đàm phán thành công, vậy thì xin lỗi, tôi cáo từ đây. Lão thái gia, ông đừng vội. Người họ Bạch kia, ông mau trả tiền đây, nếu không tôi sẽ kiện ông. Hai người. Lão gia, lão gia. Chào thiếu gia, chào thiếu gia. Lão gia, ông nội, sao ông lại ở đây? Súc sinh, giúp người ta tính sổ sao với con. Nhìn thấy thiếu phu nhân không? Vợ ơi, lão già kia, vợ tôi có phải... Này tên khốn cậu, dám phá hoại lúc đồng phòng của tiểu gia ta. Mày giấu vợ tao đi đâu rồi? Nếu không tao giết mày đó. Tao giết chết mày. Đừng làm loạn ở đây. Thiếu gia, cản nó lại. Không được cha, nó biết vợ con đang ở đâu. Tiền Nhất Phi, mày bỏ ý định thăm dò này đi. Tiểu Mãn đã dẫn Bạch Linh cao chạy xa bay rồi. Sau này đừng hòng gặp lại cô ta. Mày, thằng khốn, ông nội. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia. Thiên Minh, những điều cậu nói là thật chứ? Bạch lão gia, ông đừng nổi giận mà. Bạch Linh làm như vậy hoàn toàn là do nhà họ Tiền bọn họ ép đó. Sao lại nhà họ Tiền ép ta? Linh Nhi à, cha xin lỗi con. Lão gia, chỉ cần các người có thể giúp tôi tìm được Linh Nhi về thì khế đất các người có thể lấy đi. Thiên Minh, con ra đây với ta. Ta có dạ lời muốn nói với con. Cha, Thiên Minh, Bạch Linh và Tiểu Mãn đi được bao lâu rồi? Cũng gần 2 tiếng rồi. Thiên Minh, con nói thật với ta, có phải con cũng thích Bạch Linh không? Phải. Nhưng Bạch Linh thích Tiểu Mãn. Con ngốc à? Tiểu Mãn là nô tài, cậu ta xứng với Bạch Linh sao? Hôn nhân phải nói đến môn đăng hộ đối, chỉ có con với Bạch Linh mới xứng đôi thôi. Con đi tìm Bạch Linh về đi. Ta không chỉ theo nhà họ Bạch trả tiền, mà ta còn đích thân ra mặt nói chuyện với Bạch lão gia, hỏi cưới cho con và Bạch Linh. Không hay rồi, có người đuổi theo. Mau, sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Mãn, là Thiên Minh, là Thiên Minh, Thiên Minh, Thiên Minh, Thiên Minh, sao anh lại đuổi theo tới đây? Xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiền Đại Thông đi đòi tiền Bạch lão gia. Bạch lão gia tức giận đến phát bệnh. Cha em, ông ấy sao rồi? Bây giờ ông ấy đang rất nguy hiểm. Lão gia, cha, cha, tiểu thư, cha, vợ em đi đâu vậy? Linh Nhi, cha, cha sao rồi?
cha khiến con phải chịu khổ rồi. Cha, cha không sao chứ? Hai vị lão gia, tôi muốn nói chuyện với Linh Nhi. Cha, Linh Nhi à, cái đất của nhà chúng ta được cất ở sau bức tranh, treo trong phòng sách. Bất luận ra sao cũng không được để nó lọt vào tay người khác. Con biết rồi cha, con ghi nhớ cả rồi. Cha, là cha có lỗi với con. Cha, 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 lão gia, Bạch lão gia, cha ơi, Bạch lão gia, Bạch lão gia, cha. Đường lão gia, ông xem, ông ta tưởng rằng chết đi rồi thì sẽ hết chuyện sao? Thảm thương quá. Bạch Linh à, người chết rồi không thể sống lại, cô kiềm chế đau thương đi. Người chết rồi nhưng nợ vẫn phải trả. Đưa cái đất ra đây đi. Tiền lão gia, đã đến lúc nào rồi ông còn đòi tiền? Ông ức hiếp người quá đáng. Bạch lão gia đã bị các người ép tới chết, các người còn muốn gì nữa? Im miệng, không có phần cho các người lên tiếng. Bạch Linh à, đi đâu về đâu, cô tự mình quyết định đi. Bạch Linh, vợ à, đứng yên. Em vẫn muốn sống tiếp. Cái đất đó được cất ở sau cuộn tranh trong phòng khách. Đây là cơ nghiệp mà tổ tông nhà họ Bạch đã từng khổ tích góp làm ra. Bất luận thế nào cũng không được để rơi vào tay người khác. Nếu không, cha sẽ rất khổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Cha yên tâm, con nhất định sẽ giữ gìn thật kỹ chắc tay của nhà họ Bạch ta. Con dùng cái tính mạng để bảo vệ nó. Đừng ai hỏng cứu cho đi. Điên tiểu mãn à, mày đợi đó cho tao. Đợi chuyện này xong tao tính sổ với mày. Bớt quý lại đi. Có võ thì mày đến đây, ai sợ ai chứ. Đến đây. Sao nào? Mày muốn sao? Các cậu làm gì hả? Im miệng hết đi. Thank you.
Vợ à, Bạch Linh, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta tính nợ cho xong hết đi. Cha cô không trả được 30 ngàn, vậy thì cô giao nộp khế đất đi. Dạ. Tôi không biết khế đất gì cả. Cô đừng giả vờ. Đem khế đất ra đây. Tiền lão gia, ông cũng biết mà. Cái nhà này luôn do cha cô làm chủ. Tôi không hề biết khế đất gì cả. Cha cô vừa nãy không nói gì về chuyện khế đất sao? Chuyện làm ăn này không được rồi. Thiên Minh, đi về nhà với ông. Không, ông nội. Ông nói là sẽ trả tiền thay cho nhà họ Bạch mà. Ông không thể nuốt lời được. Cứ lo chuyện người ngoài. Đi. Đường lão gia, xin dừng bước. Tôi đảm bảo với ông, hôm nay tôi sẽ khiến ông có được khế đất. Bạch Linh, giao khế đất ra đây. Tôi nói cho cô biết, không giao nộp khế đất ra thì tôi cho cô vào đại lao. Bắt lấy đưa đến gặp quan, để xem các người ai dám đụng đến Bạch Linh. Còn các người ai dám, dừng tay. Đại pháo, nhị pháo, quay lại đây. Về đây. Dạ. Bạch Linh là vợ con, và không thể giam vợ con vào đại lao được. Nghiệp chủng, đem cái đất ra đây. Cho dù ông bắt tôi đem vào quan phủ, tôi cũng không biết cái gì là khế đất cả. Lôi cô ta đi gặp quan. Lão thái gia, tiểu mãn cầu xin ông lần cuối. Nếu như ông chịu trả tiền thay cho nhà họ Bạch thì tôi sẽ là người của nhà họ Đường. Cái mạng này của tôi là của nhà họ Đường. Lão thái gia, ông có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Cậu muốn làm gì? Nếu như ông không tin tôi thì bây giờ tôi cắt đứt một ngón tay để chứng minh cho ông thấy. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, anh điên rồi. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn nghèo nàn, chỉ có một cái mạng quèn. Chỉ cần nhà họ Đường muốn tôi đền mạng thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Chỉ xin lão thái gia đồng ý trả nợ thay cho nhà họ Bạch. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, ông nội, nếu như ông thấy một cái mạng của Tiểu Mãn không đủ thì hãy cộng thêm của con. Hai mạng người cũng đổi lấy 30 ngàn rồi đúng không? Thiên Minh còn không được làm càn. Ông nội, đủ rồi. Đường lão gia, Tiền lão gia, hai người đợi chút. Người đâu? Người đâu, mau đến đây. Mau lên, kéo Tiểu Mãn xuống, bằng bó lại. Mau lên, mau lên, dân thiếu gia, mau lên. Đường lão gia, tôi thực sự không biết gì về khế đất cả. Nhưng tôi đã viết một tờ chứng từ cho ông. Từ bây giờ trở đi, đất là của ông. Đợi sau này tôi tìm được khế đất, tôi sẽ lập tức đưa cho ông. Chứng từ. Ông nội, Thiên Minh, con đang làm cái gì vậy? Ông nội, lão thái gia, hay như vậy đi. Đừng vì một miếng đất mà đến mạng cũng không cần. Miếng đất này sớm muộn gì cũng là của ông thôi. Ông nói xem. Được rồi, tiền này cho cô. Đừng quên, đến khi tìm thấy cái đất rồi thì trả lại cho tôi.
với nợ của cha tôi đâu. Nhất Phi, đi. Vợ à, anh đi đây. Thiên Minh, con không đi xem tuyển mạng thế nào sao? Mau lên, tìm đại phu, tìm đại phu tốt nhất trong dương điện này, mau lên, đi. Mau chóng đem những món hàng này cất trong kho ở dược sao đi. Nhanh chóng đem giao cho Ngô đại soái để tránh xảy ra sai sót gì. Gia yên tâm đi. Đại phán nhị phán, mau kêu người khiêng qua đó đi. Nào nào, trông coi kỹ đó, mau lên mau lên. Cẩn thận chút. Cha, mấy súng đạn kia không phải đưa về đây rồi sao? Sao cha còn câu mặt câu mày vậy? Lưu Tam Pháo cướp hàng, nhất định là có người bí mật truyền tin suối bậy nó. Cha nói chuyện này có người đằng sau chỉ huy à? Chuyện này rất chắc chắn. Người này tuy chưa từng lộ mặt nhưng cha đoán được 80-90% rồi. Ai vậy? Đường Quán Hồng. Cha chắc chắn như vậy à? Hôm qua lúc trả nợ cho nhà họ Bạch, thời gian đi cứ như được tính sẵn vậy. Hơn nữa, tờ giấy hăm dọa được dán trên cửa hai hôm trước cũng có thể do họ làm ra. Không phải ông ta thì còn ai? Cái tình giả khốn kiếp này. Đường Quán Hồng ơi, Đường Quán Hồng, vì tờ khế đất này mà ông sử dụng hết các chiêu trò dơ bẩn, còn uy hiếp tôi. Tên già không chết này, không phải ông muốn chơi chiêu dày dò sao? Được thôi, tôi sẽ đến cùng với ông. Nhất Phi à, anh xem đi, vết thương vừa mới lành một chút mà cứ nhất quyết muốn đi tìm Bạch Linh. Người ta bây giờ không muốn nhìn mặt anh nữa. Vết thương của anh không sao chứ? Tôi không sao, tôi chỉ lo lắng cho Bạch Linh. Cô ấy vì cha mà thực sự muốn gả cho tên Nhất Phi đó. Đứng lại đó. Tiền Nhất Phi, mày làm gì vậy? Mày đến đây làm gì? Làm gì à? Để tặng quà cho nhà họ Đường các người. Cha ta nói rồi, nhà họ Đường các người ích kỷ, cầu kết với thổ phỉ, sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi. Vì vậy tao đến tặng hai quan tài trước, một tặng cho ông nội mày, một cái cho mày. Tao giết mày chết. Thiên Minh bình tĩnh nào. Làm gì vậy? Tiền Nhất Phi, mày nói lung tung gì vậy? Cái gì mà nhà họ Đường kết cấu thổ phỉ? Cái gì mà liên quan đến cha tao? Nói rõ ra đi. Nói gì mà nói? Tiểu gia tao hôm nay đến là để tích tức, không phải để kiếm chuyện. Tao nể tình bây giờ mày là đứa tàn tật nên tao lười cãi giả với mày. Đi, đứng lại. Đáng cho các người thật sự là chán sống rồi. Dám đến trước cửa Đường phủ bọn tao giở trò ngang ngược. Có giở thì đừng đi. Đường An, Đường An, thiếu gia, gọi người đến đây. Thiếu gia, gọi người đến đây đi. Dân, người đâu? Sao vậy? Muốn động thủ à? Người đâu? Tề Nhất Phi, nếu như hôm nay mày không nói rõ ra thì một tên cũng đừng hòng rời khỏi đây. Tao cảnh cáo hai đứa mày, nếu như còn dám quản chuyện của tao thì lần sau tao sẽ tặng hai quan tài cho tụi bay đó. Mau lên, bao vây bọn chúng, bao vây bọn chúng. Nghe rõ đây, đánh chết hết cho tôi. Đánh, dựng tay hết cho ta. Lão thái gia, đang làm gì vậy hả? Ông nội,
Nhà họ Tiền bọn họ quá đáng lắm rồi. Đem hai cái quan tài đến đây. Nói gì mà. Một cái cho ông, một cái cho cha Tiểu Mãn. Lão thái gia, Tiền Nhất Phi nói năng linh tinh, không được tha cho hắn. Được rồi. Nhất Phi à, tôi nể tình cha cậu là giảng bối, dẫn đám người của cậu cút khỏi đây đi. Ông nội, lão thái gia, được rồi, đi. Ông nội, đến đây hết cho ta. Ông nội, ông nội, nhà họ Đường chúng ta không thể nhận cục tức này. Chuyện này để ta xử lý. Các người lùi xuống hết đi. Lão thái gia, đợi đã. Sao vậy Tiểu Mãn? Cậu còn chuyện gì nữa sao? Nếu như chuyện cậu muốn nói vẫn là chuyện cũ kia thì không cần phải nói nữa. Ta tự biết cách xử lý. Tiểu Mãn vẫn còn một chuyện khác luôn canh cánh trong lòng. Nói đi. Từ nhỏ tôi chưa từng gặp mặt cha tôi. Tại sao bọn chúng lại nhắm vào cha tôi ngay phút quan trọng này? Hình như là rất hận ông ấy. Lão thái gia, Tiểu Mãn không hiểu lắm. Ông có biết chuyện gì không? Cái tên chó điên cắn người lung tung đó, ai mà biết hắn ta nói cái gì? Ta cũng không biết hắn nói cái gì nữa. Đi đi. Lão thái gia, ông nói tôi biết đi. Nếu không tôi không thể ngủ yên được. Đúng đó ông nội, chuyện này con cũng muốn biết. Tiểu Mãn à, ta không biết gì hết. Cậu muốn ta nói gì đây? Chuyện hôm nay đã đủ loạn rồi, hai người đừng làm loạn thêm nữa có được không? Lão thái gia, Tiểu Mãn to gan hỏi ông. Xin ông hãy nói sự thật cho tôi biết. Chẳng lẽ ông cũng có thù hận với cha tôi sao? Cái tên không lễ phép này, từ nhỏ ta đã căn dặn cậu rồi. Chuyện không nên hỏi thì không được hỏi. Cậu có nhớ không hả? Chẳng lẽ cậu cũng giống như cha cậu, làm chuyện có lỗi với nhà họ Đường sao? Cút đi, lôi cậu ta ra ngoài, đuổi khỏi nhà họ Đường. Lão thái gia, Tiểu Mãn, lão thái gia, đỡ cậu ấy lên. Lão thái gia, lão thái gia, lão thái gia, mau chóng xin lỗi ông nội tôi đi. Mau chóng xin lỗi ông nội tôi đi. Các người ai đi ra ngoài với cậu ta thì mãi mãi đừng quay về nhà họ Đường nữa. Lão thái gia, đi đi đi. Các người buông tôi ra. Lão thái gia, gia môn bất hạnh mà mới phải có những nghịch tử các người. Lão thái gia, lão thái gia, lão thái gia. Đứa trẻ này sao mới có 7 tháng mà sinh ra rồi? Cha, là con bất hiếu. Đứa trẻ này là của Điền. Sao anh lại ngoan cố như vậy chứ? Tính khí của ông nội anh còn không biết sao? Đừng quỳ ở đây nữa, quay vô trong với tôi đi. Bộ dạng này của anh mà còn dầm mưa ở đây, tay của anh sẽ không chịu nổi đâu. Anh điên rồi à? Không hiểu rõ chuyện thì tôi tuyệt đối không rời đây đâu.
phải chứ? Trời ơi, thiếu gia, tiểu mạn, thiếu gia, cậu không sao chứ? Người đâu? Mau đến đây, mau! Thiếu gia, nhanh lên, khiên vô. Còn tiểu mãn nữa, mau, nhanh nào, cẩn thận một chút, cẩn thận nào. Cha, mẹ, cha mẹ an lòng đi, con nhất định sẽ giữ gìn đất của nhà họ Bạch. Con sẽ không để cha mẹ chết một cách oan uổng đâu. Những người đã hại cha mẹ, con nhất định sẽ khiến họ không được yên thân đâu. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia đến rồi. Kêu hắn ta đợi một chút. Tiểu thư, cô đến rồi. Anh nhớ em quá đi. Mấy ngày nay anh không gặp được em. Em xem anh ốm rồi nè. Bạch Phúc, đại phu, chú lui xuống trước đi. Dân tiểu thư. Vợ à, sao em lại bới tóc lên rồi? Hay chúng ta vẫn chưa động phòng mà? Nhất Phi à, anh xem, nếu không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy thì tôi đã là người của anh rồi phải không? Đúng đó vợ, anh nói em nghe, tất cả đều phải hai tên cuốn dịch giữa Mãn và Đường Thiên Minh. Em yên tâm, anh sẽ không tha cho họ đâu. Sớm muộn gì cũng xử lý bọn họ thôi. Theo tôi thấy, hai người họ cũng không gây ra chuyện gì lớn hết. Muốn trách thì trách cái tên Đường Quách Hồng gian xảo đó. Cứ thèm muốn đất của tôi. Không sai, toàn bộ là do lão hồ ly đó phá hoại. Nếu không phải do lão ta hại thì hai chúng ta thành vợ chồng từ lâu rồi. Đúng đó, chúng ta đã bái được thành thân rồi thì cũng là vợ chồng rồi. Nhưng mà vẫn chưa động phòng mà. Bây giờ phải làm sao đây? Nhất Phi, tôi thề đọc trước danh dự của cha mẹ tôi rằng một ngày không lấy được đất của nhà họ Bạch về thì Bạch Linh chưa trước cũng không gả cho ai. Đừng mà, vợ à, đừng mà. Hay là như vậy đi Nhất Phi. Ừ, em nói đi. Anh giúp tôi lấy được chứng từ mà tôi viết cho nhà họ Đường đem về đây. Nếu được thì hai chúng ta sẽ động phòng, là một cặp vợ chồng thật sự, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ. Những lời em nói có thật không? Tôi còn có thể lấy chuyện đại sự của bản thân ra làm trò đùa hả? Nhưng mà nếu như anh không lấy về được. Được mà, tuyệt đối có thể lấy về được. Anh nói em biết, nếu anh không lấy về được thì trấn dư điện này không ai lấy về được hết. Điện tử mãn kia càng không. Nhưng tờ chứng từ đang ở nhà họ Đường đó. Nói không chừng Đường Thiên Minh có thể lấy về được. Vợ à, em có ý gì vậy? Em muốn nói là như Đường Thiên Minh lấy về được, em sẽ động phòng với hắn hả? Nếu như Thiên Minh thật sự có thể lấy về được thì cũng không phải là không có khả năng này. Đừng vợ à, em cho anh chút thời gian. Cho anh chút thời gian đi, anh nhất định sẽ lấy về được. Nhất định đó. Vậy anh cứ nhanh lên, tôi đợi tin tốt từ anh. Anh đi liền đây, đợi anh đó. Con nói gì? Con muốn gì Bạch Linh? Mà chuột tờ chứng từ đã đưa cho nhà họ Đường à? Dạ. Cha, cha đồng ý với con đi. Bạch Linh nói chỉ cần con chuột tờ giấy về cho cô ấy thì cô ấy sẽ gả cho con. Cả đời này cô ấy sẽ đối xử tốt với con. Cha đồng ý đi mà cha. Vì người con gái, có đáng không? Đáng chứ, đáng lắm đó. Con thật sự rất thích Bạch Linh. Con chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ thôi. Đúng rồi, cô ấy còn nói nếu như con không chuộc được tờ chứng từ cho cô ấy thì cô ấy sẽ gả cho Điền Tử Mãn. À, không phải, cô ấy sẽ gả cho Đường Thiên Minh.
Đứa con gái này có mưu kế thật đó. Vì để bảo vệ miếng đất mà cô ta không chịu gả cho Điền Tiểu Mãn luôn. Yên tâm đi con trai ngốc, Đường Quán Hồng sẽ không vì một đứa con riêng mà từ bỏ miếng đất ông ta thầm thương trộm nhớ đâu. Lúc Bạch Linh biết được chân tướng thì cô ta sẽ không chịu gả cho nhà họ Đường đâu. Đứa con riêng? Dạ. Ai là đứa con riêng vậy? Mẹ của Đường Thiên Minh. Gả qua đó chỉ 7 tháng là đẻ ra Đường Thiên Minh rồi. Nhà họ Đường vì bịt mắt thiên hạ mà đã nói là sinh non. Sinh non cái gì chứ? Con rơi đó. Mình không biết là được rồi. Ngậm cái miệng con cho chặt, có hiểu không? Không nói. Tuyệt đối không nói. Yên tâm đi cha, không nói. Tiên sinh, vết thương của cậu ấy thế nào rồi? Các người đừng để cậu ta tự dày vò nữa. Được. Nghỉ ngơi thật tốt. Vất vả rồi. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Linh Nhi, là em sao? Là em. Tiểu Mãn, sau này chuyện của em anh đừng quản nữa. Em không muốn liên lụy anh. Sao em lại nói liên lụy? Anh nhất định phải bảo vệ em, không để em một mình gánh vác. Người đấu không lại trời đâu. Đây là mệnh rồi. Tiểu Mãn, anh có mệnh của anh, em có mệnh của em. Đừng mà, đừng đi mà. Đừng mà, Tiểu Mãn. Đừng đi mà, Tiểu Mãn. Sao vậy? Cái gì mà đừng đi chứ? Nằm mơ thấy ác mộng hả? Sao lại khóc rồi? Không sao, gặp ác mộng thôi. Bạch Linh, Bạch Linh, Tiền thiếu gia, vợ tôi có đây không? Tiểu thư ở trong. Bạch Linh, vợ à? Dạ, anh nói em biết. Anh nói em nghe một chuyện lớn, một bí mật lớn. Có phải lấy được tờ chứng từ không? Không phải, em yên tâm đi. Sớm muộn gì anh cũng lấy được cho em thôi. Nhưng mà bí mật lớn này chỉ dựa vào mày à? Mau chóng cút đi, cút đi. Tao còn tưởng ai? Đại thiếu gia Đường à? Mày cũng to gan lắm. Sao hả? Buổi tối hôm trước cảnh cáo mày như vậy cũng chưa đủ à? Hôm nay mày còn dám đến đây, mày muốn làm gì? Mày là cái thá gì? Tiền Nhất Phi, dựa vào đứa đê tiện như mày mà cũng muốn đến được Bạch Linh à? Mày có ý gì hả? Sao nào? Muốn động thủ không? Tao nói cho mày biết, không đến phiên mày đâu. Mau chóng cút xéo đi. Tiền thiếu gia, mày mới là đứa đê tiện đó. Mày tưởng tao gọi mày là thiếu gia thì mày thật sự là thiếu gia sao? Mày chỉ là đứa con rơi thôi, mày biết không? Ông buông tôi ra. Mày nói cái gì? Tao nói mày chỉ là đứa con rơi thôi. Mày không tin thì về hỏi ông nội mày đi. Mày nói lần nữa coi. Tao nói mày là một đứa con rơi. Nói lại nữa coi. Đứa con rơi. Nói lại nữa coi. Được thiếu gia, được thiếu gia, đừng mà. Mày dám đánh tao hả? Được thiếu gia, tiểu thư. Tiểu thư, cô mau khuyên bọn họ đi. Đại pháo, đánh chết mày. Thiếu gia, thiếu gia. Đại pháo, đại pháo, đại pháo. Hai vị thiếu gia, đừng đánh nữa. Đại pháo, đi đi đi. Đại thiếu gia, trời không còn sớm nữa. Chúng ta mau chóng quay về đi. Đừng có uống rượu gì nữa, còn sớm mà. Tôi nói cho anh biết, hôm nay nhất định phải uống rượu. Vì có hai lý do. Một, hôm nay tôi đã đánh Tiền Nhất Phi một trận trước mặt của Bạch Linh đó. Đánh sảng khoái lắm. Hai là sức khỏe bây giờ của anh cũng đã khỏe rồi. Vì vậy nhất định phải chúc mừng. Tối nay hai chúng ta không say không về. Đúng là chuyện tốt. Nhưng anh có từng nghĩ đến việc lỡ như Tiền Nhất Phi báo thù thì sao? Tôi sợ Tiền Nhất Phi sao? Đến đây đi nào. Cho dù là cái tên già Đường kia tôi cũng không sợ. Sao mà đi không nhìn Đường vậy? Túi tiền của tôi. Đứng lại. Thiên Minh, Thiên Minh, đứng lại. Đứng lại. Thiên Minh, đứng lại. Thiên Minh.
đừng đuổi theo nữa. Bỏ cái tiền đó đi, mau chóng đi đi.